Uống nước đi cháu. À, dạ vâng, cháu xin ạ. Thế dạo này công việc thế nào? À, dạ công việc cháu vẫn bình bình như trước thôi ạ. Ôi dồi, bố cháu là thân với cô chú lắm đấy. Mà nhanh thật, thế mà đã 5 năm rồi. Dạ, à mà cô chú ơi, hôm nay cháu sang đây là có việc muốn nhờ cô chú đấy ạ. Công việc gì thế cháu? Ở chuyện gì thế? Thì đại loại của công ty cháu ấy là đang muốn làm một cái tiểu phẩm. Thì cháu muốn mượn nhà cô chú để làm bối cảnh, tiện thể mời cô chú làm diễn viên luôn ạ. À, diễn viên á? Thôi, cô không quen đâu, cô ngại lắm. Đúng đấy, nói thật là chú chưa bao giờ đứng trước ống kính cả. Bây giờ ống kính nó cứ dương vào mặt thế này, ngại chết đi. Ôi được trời ơi, cô chú cứ yên tâm là cháu có sẵn kịch bản cho cô chú, chỉ việc học theo lời thoại và diễn theo kịch bản. Còn nữa nhá, cháu sẽ mời một bạn diễn viên nữ đến để tập dượt cùng cô chú. Khi nào có máy quay vào một cái trơn tru luôn ạ. Cái này thì cô ơi, về phần chi phí thì cho cháu gửi cô chú 3 triệu. Vấn đề không phải là ở kinh phí mà là thôi anh, cháu nó đã nói thế rồi thì mình cứ thử giúp một lần xem thế nào. Dạ được, thế thì tốt quá. Thế thì đây cháu gửi cô chú kịch bản luôn, để cô chú học và diễn theo kịch bản nhá. Mà cô chú cứ diễn tự nhiên, không cần phải diễn quá đâu ạ. Liệu có được không nhỉ? Thì đã bảo thử đi mà, biết đâu đấy này. Rồi cô chú sẽ cố gắng. Dạ vâng, cháu cảm ơn ạ. Từ từ đã cô chú ơi, cô chú cứ thả lỏng cơ thể ra, không cần diễn xuất lắm đâu ạ, cứ tự nhiên như bình thường là được ạ. Nhưng mà cô hồi hộp lắm. Cứ thoải mái ra hả? Dạ vâng. Thôi được rồi. Cô chú thấy ok chưa? Được rồi. Thế bây giờ cháu xin phép cháu ra mời bạn đấy vào nhá. Tôi run lắm không ạ? Nhân nói sai lời thì sao? Cứ thoải mái ra nhá. Có nhầm có nhị cũng mặc kệ, hiểu không? À đi rồi, vào đây. Đâu? Bố, mẹ. Con giới thiệu với bố mẹ, đây là My, bạn gái của con. Cháu chào cô chú ạ. Chào cháu. Cháu ngồi đi. Cháu ngồi đi. Cháu có uống nước chè không nhỉ? Cháu uống nước chè. Cho nước. Cháu uống nước. Cảm ơn ạ. Đến lời thoại của bà đấy, bảo nó ra mua hoa quả. Tùng. Con ra mua hộ mẹ ít hoa quả để mẹ thắp hương. Thôi mẹ, tí nữa con sẽ đi mua sau ạ. Nhanh giờ đẹp, cứ để bạn gái đây bố mẹ tiếp là được rồi nhá. Cháu cứ ngồi đây để cô chú tiếp. Con đi đi. Cháu là My à? Cháu nó là Dũng. Lời. Cháu là My. Bà hay tôi nhỉ? Đúng rồi, cháu là My. Thì bà có điều gì bà nói với con nó thì bà nói đi. My ơi, thế này này. Thực ra là cô lấy cớ đuổi thằng Tùng nó đi để cô nói chuyện với cháu cho nó rõ ràng. Tức là cô chú không đồng ý cho cháu quan hệ với cả thằng Tùng nhà cô. Nhá. Bà buồn cười thật. Để tôi nói cho. Thế này My ạ, nói thật là vợ chồng cô chú ấy là đã có mối cho anh Tùng rồi. Một cái gia đình mà mưu năng hộ đối với lại gia đình nhà cô chú. Cho nên là không thể gả Tùng cho cháu được. Bởi vì quê cháu là xa quá. Chính vì xa thế cho nên là cô chú quyết định gửi cháu 500 triệu để lấy lộ phí chia tay thằng Tùng. Đúng rồi, cháu cầm 500 triệu rồi cháu quên anh Tùng đi nhá. Nhá. Bố, mẹ, bố mẹ quá đáng lắm ấy. Đi em. Đúng kịch bản không nhỉ? Tôi hơi cứng hàm một tí, hơi nhầm, hơi nhịu một tí. Thế nhưng mà, này nhìn mặt con bé thương quá cơ. Diễn như thật đi. Khổ.
Mia, cho anh xin lỗi nhé. Bố mẹ anh không biết, em chỉ là đồng nghiệp của anh thôi. Em không sao. Tại bố mẹ anh giục anh lập gia đình nhiều quá, nên là anh mới nhờ em về nhà ra mắt. Không ngờ bố mẹ anh lại... Chẳng phải bố mẹ anh nói cũng đã tìm được mối cho anh rồi còn gì. Nhưng mà trong lòng anh chỉ có một mình em thôi. Anh... Đi này. Anh đã yêu em từ rất lâu rồi. Nhưng mà anh sợ... Em cũng thích anh. Mi, sao... sao em lại đưa anh đến đây? Thôi hay là... Thì đây là nhà của anh. Mình yêu nhau. Với lại em cũng có thai rồi. Gặp bố mẹ là chuyện bình thường mà. Mi này, thực ra anh có chuyện muốn nói với em. Chuyện gì? Là... Là đây không phải là nhà của anh đúng không? Sao... sao em biết? Anh xin lỗi. Anh yêu em. Nhưng mà anh sợ anh tỏ tình em không đồng ý nên... Anh không cần phải giải thích đâu. Em biết hết tất cả rồi. Cô chú trong kiêng không phải là bố mẹ của anh. Anh có biết là em là fan ruột của anh Thái, xem vlog của anh ấy suốt ngày. Bố mẹ anh và gia đình của anh như thế nào, em hiểu rõ. Em cũng đã vào hỏi cô chú. Cô chú cũng biết là bị anh lừa đấy. Anh xin lỗi. Thực ra thì em cũng thích anh từ lâu rồi. Nhưng mà em ngại. Nên là khi anh tỏ tình em đồng ý luôn. Này, mình đến đây rồi. Vào cảm ơn cô chú một câu đi. Nhờ cô chú mình mà có cái kết đẹp như này chứ. Anh cảm ơn em.